Giờ này mọi người đâu hết rồi ta ơi? Alo, tất cả mọi người có nghe rõ không? Xin chào tất cả quý vị, tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn Facebook có một buổi tối thật là vui tươi, tràn đầy ấm áp trong không khí se lạnh của mùa Noel sắp đến rồi quý vị ơi. Còn vài ngày nữa là quý vị đã ăn một mùa Noel, một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ ha. Chúc cho tất cả quý vị thật là một mùa Noel an lành, có một cuộc sống rất là hạnh phúc với gia đình và những người thân của mình, bên cạnh bạn bè của mình nha. Các bạn thả tim lên cho mình nhiều nhiều đi, rồi mình nói cái này cho các bạn nghe nè, vui lắm, hôm nay có chuyện nói vui lắm luôn nè. Trước khi tâm sự với tất cả quý vị á, thì nói về cái kịch bản dự án Phi Giao nha, 5 phút 10 phút quảng cáo về kịch bản dự án Phi Giao nha. Vé của tôi trong vở dự án Phi Giao thì hôm nay thì còn rất là ít. Một cái nhà hát của Hòa Bình rất là lớn, mà bây giờ vé thì còn có hàng ghế trên lầu thì cũng còn có 2 hàng ghế sau, nhưng mà 2 cái hàng ghế ở dưới hình như hôm bữa Rồng Nhỏ thấy là Kim Tiểu Long thấy là vé cũng còn rất là ít. Nhưng mà nếu quý vị thương thì quý vị đặt về gọi anh Kim Tử Long mà đặt vé để còn một buổi ngày mai nữa là chúng tôi duyệt tuồng rồi, và sau đó thì ngày 23 7 giờ tối chúng tôi sẽ hát nguyên kịch bản dự án Phi Giao. Một cái kịch bản dự án Phi Giao rất là hay. Kỳ này là hồi xưa thì đạo diễn Bạch Mai, bây giờ thì không phải là đạo diễn Bạch Mai nữa mà đó là đạo diễn Kim Tử Long, mà nhà sản xuất cũng là Kim Tử Long luôn. Kim Tử Long là một người anh của Kim Tiểu Long rất là tôn trọng trong nghề nghiệp, anh là một người anh cả. Về nói về bản lĩnh nghề nghiệp, anh ta rất là tốt và rất là giỏi. Cho nên Rồng Nhỏ Kim Tiểu Long rất là nể trọng cái tài nghệ của anh Kim Tử Long. Vì vậy quý vị hãy đón xem cái kịch bản dự án Phi Giao vào ngày 23, ngày mai 22 rồi, tháng 12, ngày mốt là ngày 23 tháng 12. Tất cả ekip nghệ sĩ trong cái kịch bản dự án Phi Giao sẽ gặp gỡ tất cả quý vị khán giả, lâu lắm rồi không có một vở cải lương hay. Thành phần nghệ sĩ gồm có là Kim Tử Long, Ngọc Quyền, rồi trong đó có tôi, Kim Tiểu Long, rồi Điền Trung, Hiếu Cảnh, Chí Bảo, Linh Tâm, Thanh Hằng, Trường Sơn, rồi rất 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 nhiều nghệ sĩ nữa. Bà con cô bác nếu mà thương cái kịch bản này trọn vẹn thì chỉ có hát có một suất mà thôi, tại nghệ sĩ ai cũng bận hết, có thể là hát một cái suất dự án Phi Giao này mọi người cũng phải đi tầm khắp mọi nơi, như là ở nước ngoài, trên đất Mỹ mọi người cũng phải về Mỹ mà lo làm việc, ít có hội tụ được tất cả nghệ sĩ lắm nha. Hy vọng rằng tất cả quý vị thương cái kịch bản dự án Phi Giao, thương ekip nghệ sĩ của chúng tôi thì ngày 23 đến xem cái kịch bản dự án Phi Giao nha. Rồi bây giờ như vậy, các bạn đã vô nhiều rồi thì bây giờ Kim Tiểu Long không quên là tâm sự với tất cả quý vị đã trong mấy ngày vừa qua. Nếu mà ai có thắc mắc hay là có đặt hàng, hay là các đại lý có đặt hàng, hơn các bạn ở tỉnh hay là các bạn ở Đài Loan, ở Hàn Quốc hay ở Mỹ, các bạn có muốn đặt hàng thì các bạn sẽ gọi điện thoại. Hiện tại thì cái điện thoại Kim Tiểu Long đang cầm trực tiếp trên tay, các bạn gọi điện thoại để Kim Tiểu Long tư vấn cho tất cả các bạn, đó là 0977 072 374, 0977 072 374. Các bạn gọi vào số điện thoại này nếu cần tư vấn về vấn đề gì mà trong cái bộ sản phẩm của Rồng Nhỏ hàng mới về nè, thì ủng hộ cho Kim Tiểu Long thì các bạn sẽ gọi vào cái số là 0977 072 374. Hiện tại thì Kim Tiểu Long đang chờ điện thoại của các bạn và sẽ trả lời trực tiếp cho các bạn, tư vấn cho các bạn về cái sản phẩm này.
trong cái ba cái lô hàng vừa qua về rất là hút hàng mà rất là các bạn rất là thích. Không quên cảm ơn tất cả các em ở Thủ Đức, tất cả các em ở công nhân như là Lan Lài đã xài cái sản phẩm này rồi, và tới hôm nay đã 3 lần Lan Lài, và mấy người chị ở Thủ Đức nữa trở lại hôm nay, tối hôm nay trở lại ủng hộ thêm 4 bộ nữa, và đã giới thiệu cho tất cả các em công nhân ở Thủ Đức ủng hộ cái sản phẩm này, kem dưỡng ủ trắng và kem dưỡng da cho trắng đó quý vị. Đó, bây giờ trắng hơn cái mặt của Long rồi nè. Hồi chiều này Long mới đi tập tuồng về rất là cực, nhưng mà cũng tranh thủ cũng có mấy ngày rồi không có ủ trắng. Hôm nay ủ trắng miếng ấy, trắng hơn mặt mình rồi ha. Cái đây là một cái hũ này là kem ủ trắng da toàn thân mà rất là thơm, rất là dễ chịu. Ai xài rồi á, ai test thử rồi á cũng rất là nói là mát và rất là dễ chịu trong người, không có ngứa, không có ngái, cũng không dị ứng, cũng không gì, hàng rất là tốt. Cái chất liệu hàng, cái dữ liệu hàng á là tất cả mọi thứ là tất cả đều là của nước ngoài, đó là của Nhật và của Thái Lan, cho nên nó là mình xài rất là an toàn mà rất là bảo đảm, rất là hiệu quả nha quý vị nha. Công nghệ của Nhật và công nghệ của Thái Lan nha. Nhưng tất cả những cái người Việt Nam mình ở đây á, thợ á, thì công nhân á, thì đang sản xuất tại đây, nhưng mà công nghệ của mình là công nghệ của nước ngoài. Cho nên quý vị cảm ơn tất cả quý vị vừa qua Kim Tiểu Long đọc hết những người các tỉnh như là ở Đồng Tháp, ở Cà Mau, ở Múc, ở trong U Minh cũng ủng hộ, rồi ở ngoài Bình Thuận cũng ủng hộ. Rồi sau đó ở Phan Thiết, Phan Rang, rồi Nha Trang cũng ủng hộ, Huế cũng ủng hộ, vừa rồi cũng 6 bộ. Cảm ơn một vị khán giả ở Cần Giờ ủng hộ 5 bộ. Nói tóm lại là tất cả quý vị mỗi người ủng hộ cho rồng nhỏ Kim Tiểu Long này rất là nhiều, không phải là một bộ. Ít có bao giờ mình gửi một bộ lắm, mà gửi toàn là 4 bộ, 5 bộ, 6 bộ không hà. Là tại vì rất là hút hàng. Mà quý vị ơi, là một điều đó là cái hàng này nè, nó hút hàng tới nước nổi, mà quý vị ủng hộ tới nước nổi, nhiều tới nước nổi mà gửi hàng đi không kịp. Mà bây giờ sản xuất ra đó là muốn bây giờ mà mình bây giờ còn có khoảng chừng là trong tay của Kim Tiểu Long còn có khoảng chừng là 28 bộ thôi. Mà quý vị đặt hàng đó, thì trong cái đợt 28 bộ này thì còn có khuyến mãi là 2 bộ, mình tặng 1 bộ. Đây được cái hũ hồng với cái hũ này. Đây, có nghĩa là 2 bộ, một bộ ủ trắng da và một bộ xong ủ trắng da lên thân người á, body lên, là thoa kem thoa lên để dưỡng cho mình trắng lên đó, cho mịn màng da giống như em bé đó, là một bộ như thế này là 530.000 ha, 530.000. Nhưng mà nếu quý vị ủng hộ 2 bộ thì sẽ được tặng 1 bộ, nhưng mà cái đợt hàng đầu tiên này thôi nha. Nếu mà cái đợt hàng sau thì quý vị là không tranh thủ, không nhanh tay tranh thủ thì mình không có tặng cái đợt khuyến mãi này nữa. Thì cái đợt này khuyến mãi nhưng bắt đầu kể từ ngày mai, mà quý vị gọi cái điện thoại mà không còn hàng á, đợi hàng lần sau về á, thì chúng tôi á thì cũng chưa có thông qua cái công ty. Nếu mà quý vị có muốn nữa thì chắc có lẽ lần sau thì 2 bộ này là sẽ không tặng 1 bộ này nữa, nhưng mà nếu mà hết hàng thì chúng tôi đành đó là phải tặng cho quý vị 2 cái bộ, là một bộ là sữa rửa mặt, đó là sữa rửa mặt trà xanh rau má và sữa rửa mặt ngọc trai mật ong. Đó, rất là tốt cho mình, mà khi rửa mặt lên rất là cái da mặt của mình rất là mịn màng, mỗi khi mà mình đi ra đường bụi bám làm cho mình mụn cám, mụn gì hay là chất nám gì nó tẩy dần hết. Nếu mà quý vị có muốn trong cái đợt hàng đầu là 2 bộ tặng 1 bộ này, quý vị muốn lấy 1 bộ này hay là quý vị muốn lấy không lấy 1 bộ này thì quý vị thấy 2 chai rửa mặt này cũng tốt, cũng giá cả như vậy đó. Cho nên thì nếu quý vị nào muốn gọi điện thoại về đặt hàng cho chúng tôi, hiện tại thì còn có 28 bộ nữa thôi, trong 3 ngày mà chúng tôi hết lô hàng, 3 ngày chúng tôi hết lô hàng đó.
rất là thương quý vị ủng hộ cái sản phẩm này, mà ngay cả Kim Tiểu Long cũng đã xài rồi nè, quý vị thấy nè. Bây giờ là đại khái thì Kim Long chỉ có sử dụng cái tay của mình thôi, tại thường thường á mình đi ra ngoài đường cái thân hình của mình mặc đồ rồi, mặc áo rồi, cho nên không cần phải ủ trắng hết cái thân người, mà cái tay của mình đi ra ngoài đường đi xe đó, đôi lúc đi xe thì tế bào chết nó rất là nhiều, cho nên ai mà đen nắng ăn hay là thâm đen gì cũng vậy, thì mình ủ cái này lên thì đi hết những cái chất tế bào mà lão hóa của mình nó đen đi, nắng ăn đi là mình nó trắng liền, mà trắng hiện tại chứ không phải là quý vị thấy là quý vị rất là thích nha. Hiện tại thì chúng tôi có để cái số điện thoại lại ở trên Facebook đó. Nếu mà xong cái buổi trực tiếp truyền hình Facebook rồng nhỏ livestream này nè, quý vị đặt hàng đi. Tại còn có 28 bộ nữa thôi hả? Nói 28 bộ thì cũng không tới, tại lô hàng mới này lấy rất là nhiều, nhưng mà bây giờ tại ngày hôm qua đi gửi đi rất là nhiều nè, gửi đi Cà Mau, gửi đi Huế, gửi đi Bình Thuận, để gửi đi Đồng Tháp. Buổi sáng nào chúng tôi vào 7 giờ 8 giờ bưu điện cũng lấy đi gửi cho quý vị hết rồi. Mà nếu mà lỡ mà bưu điện mà có gửi cho quý vị mà đi mà không có đến hay là đến trễ một chút xíu, ngày 2 ngày thì quý vị cũng thông cảm qua cho. Là tại vì cái đường dây bưu điện nó đã gửi đi rồi thì cũng đã liên lạc với quý vị. Thấy không? Xin chào tất cả mọi người nha. Để coi ai vô đọc tên cho mọi người coi. Nghệ sĩ mình coi có ai vô, nghệ sĩ mình đáng lý phải tắm trắng gì nhiều chứ. Đây nè, Lê Tứ đâu nè, thấy không, quá trời nghệ sĩ nè. Lê Quốc Hoàng nè, ở Đài Loan nè. Sắp tới Kim Tiểu Long có chia nhánh cái sản phẩm của mình tại Đài Nam. Quý vị có ủng hộ thì Kim Tiểu Long sẽ thông báo cái số điện thoại tại Đài Nam của Đài Loan nha. Kim Tiểu Long sẽ chia nhánh một cái cửa hàng của mình ở cái sản phẩm kem ủ trắng và kem dưỡng da. Ở đây có luôn cái thân người và có kem dưỡng da mặt cho trắng, chống tàn nhang, chống lão hóa, chống nét nhăn và chống nám luôn nha quý vị nha. Tha cái da mặt mình rất là tốt. Xin chào Lê Quốc Hoàng. Ok. Cái gì để số điện thoại trên đây nè. Tặng em một hộp, em phải mua anh mới tặng cho em một hộp. Em mua hai hộp, em phải tặng em một hộp. Nha Hoàng nhé. Lê Tứ. Em gì? Em đen quá. Lê Tứ đen quá. Lê Tứ lên trên đây anh Long test cho, Long không lấy tiền đâu. Là Lê Tứ ơi, nghệ sĩ như Lê Tứ là phải xài. Tại sao biết không? Sẽ có sở hữu một cái làn da trắng. Cái thứ nhất là mình chụp hình lịch Tết đồ này kia kia nữa, mình trắng lên đúng không? Hoặc là mình đi đại nhạc hội mình hát, mình đưa cái tay ra cho trắng phiếu là nè, cái tay tôi đưa ra cho trắng phiếu đó, thấy không? Như vậy thì mình lên trên sân khấu mình không cần phải đánh vấn nữa. Tứ ơi, ủng hộ đi nha, hai vợ chồng phải ủng hộ về bộ đem về xài nghe không. Xin chào chị Hoàng Viên Ngọc ở ngoài Quảng Trị. Chị Thanh ơi, chị đã nhận được sản phẩm chưa? Vinh Sang, em đặt một bộ anh ơi. Nếu em đặt một bộ thì em gọi điện thoại vào đặng nói chuyện, mình có ok thì mình rút lại, mình chốt hàng để nhân viên của anh Long đi gửi qua cho em nha. Em ở Đài Nam, chừng nào vậy anh? Ở Đài Loan em mua tiện hơn. Ok, các em cứ yên tâm đi nha. Bây giờ anh sẽ bấm, chuẩn bị anh bấm số ở bên cái đại lý bên Đài Loan, và các em gái ở bên Đài Loan sẽ ghi số điện thoại này mà liên lạc với cô ta nha. Chờ Long chốt. Sao quý vị ơi? Quý vị chờ đồng nhỏ một chút xíu, bấm cái số ở bên Đài Nam cho quý vị nha. Rồi, chúng tôi có rồi đây. Quý vị chuẩn bị ghi cái số điện thoại bên cái đại lý ở bên Đài Nam nha.
Kim Tiểu Long chi nhánh ở bên đó, nếu mà quý vị ấy thì gọi một người em gái của Kim Tiểu Long, đó là Kim Tiểu Long kêu bằng cô ba Luyến chứ không phải là cô ba nào nha. Cho nên đó là cái số điện thoại của cái chi nhánh bên đại lý ở bển mà sắp tới Kim Tiểu Long đưa hàng về tại Đài Nam á, là gặp là cô Luyến nha, hoặc là các em gọi bằng chị Luyến ha. Là số điện thoại á, là không biết là ở bên Việt Nam mình bấm là 88 nữa, 0088 0088 hả? Ừ. Rồi 6 9 8 9 2 1 1 243 đồng đọc vậy à, 088 đúng không? 0088 0088 là không biết là mình đọc như thế nào, nhưng mà các bạn ở bên Đài Loan các bạn sẽ biết ha. Rồi 0088 rồi 6 9 8 9 2 1 1 2 4 3 không 886 rồi 8 rồi 886 9 8 9 2 1 1 2 4 3. Quý vị ở bên Đài Nam, ở bên Đài Loan hay tất cả ở ở Đài Bắc hay Đài Trung gì đó, quý vị hay là ở Trung Quốc hay ở chỗ nào á, thì quý vị liên lạc với cô Luyến nha, hoặc là gọi là chị Luyến nha. Chị Luyến sẽ cung cấp hàng này cho tất cả quý vị. Tất cả quý vị gọi số điện thoại đó nha. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Rồi đó, còn ai có muốn thắc mắc, ai muốn có hỏi cái điều gì á, thì Kim Tiểu Long cũng đã để cái số điện thoại của mình ở trên Facebook á. Muốn gọi điện thoại hiện tại trực tiếp nói chuyện với Kim Tiểu Long, Kim Tiểu Long cũng nói chuyện với quý vị luôn đây, thấy không? Lê Tứ nói gì đây, nhà ở đâu bao nhiêu một bộ em biết đi, rẻ lắm Lê Tứ ơi, mua một bộ mà hai vợ chồng mà cùng nhau tắm, em với Hà Như tắm tắm luôn thằng con của em luôn, thằng con của em nước da nó cũng là bánh ít chứ nó không phải trắng ha. Thì á là một bộ á là như thế này á, là 530 ngàn một hộp này, là ủ trắng thân toàn thân body, còn một hộp này khi mình ủ trắng xong cái hộp kem này á, mình tha lên, mình tha lên cái da tay của mình á, để cho đi ra ngoài nắng, nắng nó không ăn mà để cho nó mịn á, để cho nó càng ngày càng trắng da hơn nữa, và cái da mình giống như em bé vậy đó, là 530 ngàn. Nhưng mà nếu mua hai bộ trong cái đợt hàng khuyến mãi này nha, nhưng mà còn tôi nói trước là ai mua trước thì sẽ còn khuyến mãi hai bộ thì sẽ còn tặng một bộ nha. Thì hai bộ là 1.060.000 tặng cho một bộ thành ba bộ, nhưng mà trong cái đợt hàng khuyến mãi thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị đặt hết cái lô hàng này, lô hàng sau về á, thì sẽ không còn nữa. Thì sau đó thì sẽ hai bộ này sẽ tặng cho hai chai sữa rửa mặt, đó là sữa rửa mặt ngọc trai mật ong và sữa rửa mặt trà xanh rau má. Đó là tặng cho quý vị hai cái chai này đó, là lô hàng sau về. Nhưng mà lô hàng đầu tiên này về đầu tiên là rất là xài, rất là tốt. Bạn bè Kim Tiểu Long xài ai cũng mê hết. Nói tóm lại là chống nám nè, rồi chống nhăn nè, rồi tẩy da trắng nè, ai mà đen thì trắng hiệu quả trong vòng 20 phút hoặc là 30 phút là các bạn sẽ trắng liền. Thấy không? Có gì đâu, Lê Tứ ủng hộ, rồi ngày mai anh Long đi tập tuồng, Long thảy ra cho. Mấy bữa nay nghệ sĩ anh Kim Tử Long cũng ủng hộ hai bộ, tặng bộ nè. Ông Tử Long của mình ổng cũng xong cái tuồng sửa án quy giao, ổng cũng đi tắm trắng, ông đang tắm trắng. Em ơi, chị tắm rồi, tuyệt vời. Cảm ơn em. Một chị ở ngoài Quảng Trị, ngoài Quế nói nhắn tin vô là em ơi chị tắm rồi, tuyệt vời, cảm ơn em. Dạ cảm ơn chị, mong rằng chị xài tốt, thì chị nói là bạn bè của chị hay là bất cứ ai ủng hộ thì em sẽ gửi hàng ra ngoài Quảng Trị nha. Phi Nhung, em cũng muốn tắm. Phi Nhung tắm. Bây giờ tôi nói Phi Nhung phải lên trên nhà đây, giờ rồng nhỏ phải tắm cho mợ hai, cậu chủ phải tắm cho mợ hai, rồi mợ hai thấy trắng như thế nào rồi lúc đó mợ hai mới thấy không. Bây giờ Phi Nhung tắm trắng thử đi, rồi lúc đó rồng anh tắm cho Phi Nhung nè, sư huynh sẽ tắm cho muội muội
rồi mỗi mỗi thấy hiệu quả, mỗi mỗi đi hát, mỗi 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 sách theo bán. Mũi khỏe không? Mũi ơi, Phi Nhung ơi, nhớ mũi mũi lắm nha không? Thương nhiều. Lê Ngọc Diễm, Lương Thanh Thúy, Tina Hồ, một người chị ở bên Úc nè, ở không phải một người chị ở Canada, ở Vancouver. Mỗi lần qua bên đó hát là chị chở đi ăn, đi uống, đi ca, đi hát. Chị ơi, rất là cảm ơn chị nha. Rồi, ai đây? Phi Nhung có muốn tắm thì muội muội anh có muốn tắm thì nói một tiếng anh tắm cho rồi ủng hộ nha không? Tắm Phi không ăn tiền nhưng mà kem mua thì phải ủng hộ cho Sư Huynh nhá. Sư Huynh phải làm gì đó cho nó có chuyện vui để làm chứ đi hát rồi ăn ở không không cũng buồn lắm muội muội ơi. Cảm ơn tất cả mọi người nha, mọi người đã ủng hộ trong thời gian vừa qua nha. Trong có mấy ngày thôi mà ba lô hàng về, bây giờ cái đợt hàng khuyến mãi thì cũng còn có 20 mấy bộ nữa thôi, nội trong ngày mai nữa rồng nhỏ Kim Tiểu Long nghĩ là sẽ đứt hàng này đó, đứt cái lô hàng này đó rồi, thì cũng không biết nói gì hơn. Thì cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho Kim Tiểu Long. Sao à, sở dĩ hôm nay bà con cô bác mọi người thấy Kim Tiểu Long mặc cái áo màu này có đẹp không? Tại vì thay vì mình mặc một cái áo đỏ mình lên mình livestream mình trực tiếp mình nói chuyện, nhưng mà Kim Tiểu Long không mặc áo đỏ là Noel, mình cũng chọn cái màu xanh, đôi lúc có cái màu xanh cũng là mùa Noel, cây thông là màu xanh mà, cho nên Kim Tiểu Long muốn hôm nay là Kim Tiểu Long làm cây thông cho nên mình chọn một cái màu xanh. Ai đây? Chèn đét ơi, để nghe cái coi. Alo, nghe. Mua 2 bộ Lê Tướng rồi. Em ơi nè, nhìn lên TV nè, mua 2 nè. Đây nè, 2 nè, 2, một ủ trắng nè và một bộ dưỡng da nè. 2 bộ này anh sẽ tặng cho Lê Tướng 1 bộ. Là thành 3 bộ. Họ mua cho ông Quốc Kiệt xài hả? Ok, thì em tắm cho ấy đi rồi ngày mai, để ngày mai anh đem ra cho. Chàng ơi, nếu mà tẩy thì mấy em tắm trắng cho đó, thì thôi làm ơn đừng cho nó đi bơi nữa nha. Ok, em tha cho nó là nó trở thành em bé lại, yên tâm đi. Nè, đâu có cái gì đâu mà lạ lùng, cái tay anh nè. Em nhìn em thấy cái tay anh trắng hơn cái mặt rồi đúng không? Ok, đó, quý vị thấy không? Lê Tứ rất là dễ thương, ủng hộ Kim Tiểu Long 2 bộ, sẽ tặng 1 bộ nè, rồi chốt hàng Lê Tứ đó đi ha. Sáng ngày mai á, anh đi tập tuồng ở nhà hát nhà hát gì quên, Hòa Bình. Ngày mai anh đi tập tuồng nhà hát Hòa Bình rồi anh cho người á, một á, là anh đi tới đó thì em nhắn cái địa chỉ cho anh cho xem đa ráp nó chạy lại đưa cho em. Ok, vậy sáng anh 9 giờ để diệt tuồng á, tập tuồng ở Hòa Bình, hoặc 10 giờ 11 giờ, em khi nào em rảnh em ăn sáng xong lại đây ăn sáng với anh rồi tới lấy luôn. Cảm ơn Lê Tứ nha. Ok cưng. Ok, cảm ơn cưng. Phi Nhung, gọi điện thoại vô đặt mấy bộ đi. Lê Tứ đặt thì phải Phi Nhung phải đặt chứ. Còn người nữa là cái gì, Minh Cường đó. Minh Cường nó mất tiêu rồi. Minh Cường, Trần Minh Cường á. Trương Minh Cường, Trần Minh Cường gì á. Cái ông mà nhỏ nhỏ mà đen đen mà hát mà đang thi cái gì chương trình gì danh ca vọng cổ đó, ông đó là ông đen mung đó, ông đó phải cần nên tắm đó, rồi cái tắm xong mới thi danh ca vọng cổ mới đậu á ha, còn mới để vậy là coi như là tôi không biết á nha. Anh trai bán hàng hả, thì đương nhiên cưng, anh đang livestream, anh đang bán hàng nè quý vị ơi. Nãy là Kim Tiểu Long đã thông báo là Kim Tiểu Long có một cái dịch vụ và đại lý tại Đài Loan, Đài Nam nha.
Quý vị nào mà có ủng hộ thì nãy là Kim Tiểu Long đã đọc số điện thoại của bên em gái là tên Luyến nha. Luyến tại sống tại Đài Nam. Và bên đó là có số điện thoại Kim Tiểu Long đã đưa rồi. Kim Tiểu Long chi nhánh đại lý tại Đài Nam. Quý vị gọi điện thoại cho em Luyến, Luyến sẽ giao hàng cho quý vị. Nhưng mà chừng nào quý vị đặt hàng đó, thì hàng mới gửi qua thì có Luyến sẽ giao cho quý vị nha. Anh trai bán hàng Đài Loan Hàn Quốc vô, em chưa nhận hàng anh ơi. Thì Dương ơi, ở ngoài Nha Trang chưa nhận hàng, sao em gọi cái bưu điện sao giờ ở ngoài Nha Trang hôm nay chưa ra tới vậy? Thôi thì Dương để một lát nữa anh sẽ nhận hàng, anh sẽ gọi điện thoại anh nhắc và bưu điện đó nha em nha. Anh hỏi bưu điện là tại sao lại là hàng hôm nay lại chưa tới Nha Trang. Ok cưng. Trần Thanh Cường, Trần Thanh Cường thi danh ca vọng cổ. Bữa hôm em có vô nói là anh Long ơi, em đen như thế này không biết là em có test em có trắng không? Rất là trắng, em yên tâm đi, anh Long đen mà anh Long còn trắng mà cưng, đúng không? Mình để đen quá thì mình để nửa tiếng. Còn ai mà những cô gái mà trắng ngà ngà hơ không có đen hung thì cứ 20 phút, còn muốn trắng nữa thì nửa tiếng. Tóm lại là như vậy, hàng xài rất là tốt nha quý vị nha. Hey, có ai vô nè quý vị ơi, anh đọc lại cho em số điện thoại nghe đi, em ở Đài Loan. Nó không chịu ghi giùm mình rồi, có ghi ra chưa? Có comment trên đó rồi, em comment trên đó rồi. Em ơi, một lát nữa em xem lại cái comment ở trong Facebook của anh Long, có ghi cái số điện thoại ở trên cái Facebook ngay chỗ livestream nha. Thôi rồi bây giờ thì đó, bây giờ thì trước khi tạm biệt tất cả quý vị thì quý vị ủng hộ kem dưỡng trắng da toàn thân body và ủ cho trắng với kem dưỡng da mặt để cho mặt chống nám, chống lão hóa, chống mụn, chống tàn nhang có hết. Còn hai cái chai sữa rửa mặt này á, là quý vị mà nếu mà không lấy một bộ tắm trắng ủ trắng á, thì chúng tôi sẽ tặng cho quý vị hai cái sữa rửa mặt này, nó tẩy tất cả mụn cám đều là đi hết nha. Đó, thôi thì cảm ơn tất cả mọi người trong những ngày vừa qua. Mặc dù là rất là bận biểu, mọi người bận biểu đi làm để lo công việc, ăn Tết, ăn Noel, ăn Tết Tây sắp đến rồi, ai cũng bận rộn hết, nhưng mà không quên là các bạn sẽ ăn Tết thì có sở hữu một cái làn da rất là đẹp, phải trắng phải đẹp. Mình đi Tết đi, chúc Tết bà con cho đẹp nha bà con cô bác nha. Nhất là các cô gái nè, đi gặp các bạn bè hay là các bạn trai của mình hay là người yêu của mình, nó để cho người yêu của mình nhìn ngó thêm một chút xíu nữa đó. Có nghĩa là để cho người yêu của mình, thay vì đã đẹp rồi đúng không, nhưng mà muốn để cho người yêu của mình nhìn mà lé thêm một cái nữa đó, là cần phải nên là mua một bộ tắm trắng hoặc là hai bộ tắm trắng này nha. Đó, đó là như vậy. Cho nên các cô gái muốn người yêu mình đã yêu rồi đúng không, muốn yêu nhiều hơn nữa thì phải sức cái này, là tại vì thứ nhất là sức đi ngủ rất là thơm, không cần dầu thơm. Mà người yêu của mình đó, mà năm mới mà hôn người yêu của mình mà thơm kiểu như vậy á, thì trời ơi, người đàn ông sẽ chết ngất ngay. Ngay cả bản thân tôi, ai sức cái này làm đi ngang tôi còn ngất ngay ngay ngất, chứ đừng có nói chi ai ha quý vị ha. Trời ơi, rồi. Tất cả các bạn ở Đài Loan thì vô trong lấy cái điện thoại, số điện thoại của cô Luyến tại Đài Loan, chúng tôi sẽ gửi hàng qua cho nha. Rồi thì ở Việt Nam một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người ở Huế, mà không quên cảm ơn tất cả các lan lài, các bạn công nhân ở Thủ Đức nè. Sắp tới tôi Long nghĩ là các bạn công nhân sẽ qua bên nhà Kim Tử Long sẽ ủng hộ rất là nhiều. Tại vì công nhân ai ai cũng muốn đẹp, sắp tới đi về quê ăn Tết gặp người thân của mình, để có sở hữu một cái làn da trắng và đẹp toàn thân, trong vòng có 20 phút hoặc là nửa tiếng đồng hồ, trong vòng 30 phút là quý vị có một cái sở hữu một cái làn da rất là trắng, rất là mịn, rất là đẹp. Bây giờ cái tay của tôi trắng hơn cái mặt tôi rồi nè, tại vì tôi đâu có sức cái mặt đâu, cho nên tôi chỉ lo cái tay thôi à. Tại mặt tay ngắn nhiều cho nên phải lo cho cái tay, đúng không? Đáng lý là hát cho quý vị nghe ăn bài, nhưng mà thôi, tập tuồng nhiều quá bị khan tiếng rồi cho nên không hát đâu nha. Xin chào anh Hoài Thương, Thị Dương, để anh hỏi lại nha, để coi nhận hàng nhanh
để có làn da trắng. Anh Long sẽ cố gắng, trực ơi liên lạc làm sao với bên bưu điện, gửi nó là gửi hàng cho người ta cho nhanh nhanh giùm đi. Okay. Tại sao nếu mà gửi hàng mà nói là 2 ngày là 2 ngày, 3 1 ngày là 1 ngày chứ không thể nào mà lố ngày người ta được. Đúng không? Mình không có thể làm gì được, bưu điện. Hả? Đó quý vị ơi, còn có 1 2 20 mấy hũ nữa rồi. Lê Tứ ngày mai sẽ lấy hai bộ là thành 3 bộ. Đó, có nghĩa là chồng một bộ, vợ một bộ, con một bộ, đều hết, không ai dành của ai mà không có đánh lộn với nhau ha. Ok, Lê Tứ rất là khôn. Rồi đó, chắc ngày mai thôi, vậy đi. Chừng nào quý vị lấy cái thời tới đợt hết đợt hàng khuyến mãi này, chúng tôi sẽ tặng cái sữa rửa mặt này cho quý vị. Đó, vậy thôi. Vâng, bây giờ xin tất cả tạm biệt tất cả quý vị. Chúc cho quý vị ở nước ngoài có một cuộc sống an lành, hạnh phúc, một ngày mới vui vẻ. Rồi tất cả quý vị ở Việt Nam cũng vậy, một đêm an lành, hạnh phúc với gia đình, mái ấm gia đình của mình, bên cạnh cha mẹ, bên cạnh những người thân của mình. Một mùa Noel, một mùa Tết, một mùa lễ Giáng sinh thật là an lành, hạnh phúc. Xin tạm biệt tất cả quý vị.